Chiều ngày 16 tháng 1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Lộc Hà vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng có hành vi buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 100kg pháo nổ các loại, 27,5g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng cùng 117 viên đạn. Theo đó, ngày 7 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã thi hành lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở Nguyễn Văn Đức, 26 tuổi và Nguyễn Văn Độ, 19 tuổi, cùng trú tại xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là hai đối tượng trong đường dây buôn bán hàng cấm trên không gian mạng. Lực lượng Công an tiến hành thu giữ một súng con, 105 viên đạn, 44,12kg pháo hoa nổ các loại, 33 viên ma túy tổng hợp, MDMA, 19 gói ma túy ketamin, tổng khối lượng 27,45g và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Sau đó, ngày 14 tháng 1 và ngày 15 tháng 1 năm 2023, Công an huyện Lộc Hà tiếp tục thi hành lệnh giữ người và khám xét khẩn cấp chỗ ở hai đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Xuân Thiện, 33 tuổi, trú tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định và Giang Quốc Cường, 28 tuổi, trú tại xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, thu giữ 55,93kg pháo nổ các loại, 2 khẩu súng, 12 viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.